Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội hiện nay có hơn 5,7 triệu xe máy và trong đó có khoảng 2,5 triệu xe máy đăng ký trước năm 2000. Theo phương án triển khai chương trình thí điểm đổi xe máy cũ, lấy xe máy mới, mỗi xe sẽ được hỗ trợ từ 2 cho đến 4 triệu đồng. Và việc xóa bỏ xe máy cũ nát giảm tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường được người dân đồng tình ủng hộ. Nhưng vấn đề quan tâm nhất đó chính là cơ chế chính sách hiện nay đang có nhiều mâu thuẫn. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Chiếc xe máy này đã gắn bó với anh Nguyễn Văn Hữu hơn 20 năm. Anh Hữu thường đi chở hàng thuê tại phố Minh Khai, Hà Nội. Sau hàng chục năm sử dụng thì chiếc xe giờ đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Việc xe bị chết máy giữa đường hay không nổ được là chuyện xảy ra như cơm bữa. Biết được chủ trương thành phố Hà Nội cho đổi xe máy cũ, mua xe máy mới sẽ được hỗ trợ từ 2 đến 4 triệu đồng. Nhưng anh Hữu không dám đổi, với lý do là phải chi thêm một số tiền lớn nữa để mua một chiếc xe máy mới. Bên cạnh đó, phải chứng minh khí thải của xe không đảm bảo môi trường, mà thực tế hoạt động kiểm định khí thải xe máy hiện chưa được Cục Đăng Kiểm Việt Nam triển khai. Vì thế, anh Hữu phải chấp nhận thực tế này. Bây giờ tôi cũng muốn đổi cái xe cho trong thời gian quá trình đi nó sửa chữa nhiều. Đề xuất hỗ trợ người dân đổi xe máy cũ lấy xe máy mới là chủ trương rất thiết thực và được người dân ủng hộ. Nhưng chính sách và phương thức hỗ trợ đang có nhiều điểm bất cập, khiến cho nhiều người băn khoăn. Tôi rất là ủng hộ, chỉ có điều là tôi chưa biết là hình thức là đổi xe như thế nào, thủ tục giấy tờ của nhà nước. Mong là cơ quan nhà nước có một cái giải thích hoặc là một cái văn bản cụ thể để cho người dân tôi được nắm bắt, để có những cái xe cũ thì có thể đổi được. Tôi muốn đổi xe cũ lấy xe mới, nhưng bây giờ cái chính sách nhà nước mình ấy, thì bây giờ cho cái quy định bây giờ đổi như thế nào, có cái chi tiết như thế nào để tôi cũng muốn đổi cái xe cũ sang cái xe mới, nhưng cái điều kiện của tôi mà bây giờ cho phép là tôi chưa đổi được. Chủ trương hỗ trợ để người dân bỏ xe máy sản xuất trước năm 2002 và không đạt chuẩn về khí thải của Hà Nội, hiện muốn thực hiện phải trông chờ vào ý thức tự giác và khả năng kinh tế của chính chủ xe. Tuy nhiên, với nhiều người, dù phương tiện xuống cấp, hư hỏng nhưng lại là cần câu cơm hàng ngày, trong khi tài chính eo hẹp thì khó có thể trông đợi. Đúng rồi, cho nên là Đảng nhà nước ta cũng đã nhìn thấy cái việc mà phải quản lý cái phương tiện xe máy một cách đầy đủ hơn và một cách khoa học hơn. Nhưng mà rõ ràng là hiện nay chúng ta vẫn còn có những khoảng trống trong những cái gọi là mặt quản lý nhà nước để chúng ta có thể gọi là điều chỉnh được những cái chất lượng phương tiện này, để làm sao những cái phương tiện xe máy ấy, nó đã quá cũ nát, nó quá hỏng rồi, nó quá lâu rồi, không bảo đảm an toàn nữa để không cho tham gia giao thông nữa. Nhưng mà cái cơ sở pháp lý của chúng ta nó cũng chưa được đầy đủ và chặt chẽ, cho nên là khi thực thi thì nó cũng có những cái điểm mà chúng ta cũng còn đang phải cân nhắc và gọi là làm sao xin ý kiến để mà bổ sung cho hoàn thiện hơn. Mục đích đổi xe máy cũ nát là một chủ trương đúng đắn, nhưng có lẽ muốn thực hiện thành công thì phải có một cơ chế rõ ràng. Nếu không thì sẽ mãi là chuyện chống đánh xuôi, kèn thổi ngược.